Luật Việt Nam tiện ích tra cứu văn bản luật. Luật Việt Nam xin chào bạn, hãy đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất về pháp luật. Khi nào phải đăng ký tạm trú? Theo luật cư trú mới nhất, đăng ký tạm trú là việc công dân đăng ký nơi tạm trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký tạm trú, cấp sổ tạm trú. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại một địa bàn, xã, phường, thị trấn nào đó, thì công dân phải làm thủ tục đăng ký tạm trú tại công an xã, phường, thị trấn đó. Trường hợp đã đăng ký tạm trú nhưng không sinh sống, làm việc, học tập tại nơi đã đăng ký tạm trú thì người đó sẽ bị xóa tên trong sổ đăng ký tạm trú. Vì sao phải đăng ký tạm trú? Về phía cơ quan nhà nước, việc đăng ký tạm trú giúp nhà nước quản lý công dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Với người ngoại tỉnh, việc đăng ký tạm trú là nghĩa vụ cần thiết để đảm bảo công dân được hưởng một số quyền lợi nhất định như cho con đi học tại các trường mầm non, tiểu học, phổ thông công lập, làm thủ tục vay vốn ngân hàng hoặc vay tiêu dùng tại các công ty tài chính, làm thủ tục mua hàng trả góp tại địa bàn tạm trú. Vậy, thủ tục đăng ký tạm trú mới nhất như thế nào? Căn cứ điều 16 thông tư 35/2014/TT-BCA, thủ tục đăng ký tạm trú hiện nay như sau. Hồ sơ cần chuẩn bị: phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, bản khai nhân khẩu với trường hợp phải khai nhân khẩu, giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ có ý kiến đồng ý bằng văn bản về việc cho đăng ký tạm trú vào chỗ ở của mình. Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ xác nhận của công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú. Nơi nộp hồ sơ: người làm thủ tục đăng ký tạm trú nộp hồ sơ tại công an xã, phường, thị trấn nơi tạm trú. Thời hạn cấp sổ tạm trú: theo quy định luật cư trú sửa đổi 2013, trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trưởng công an xã, phường, thị trấn phải cấp sổ tạm trú cho công dân. Sổ tạm trú có thời hạn tối đa là 24 tháng. Trong 30 ngày trước ngày hết hạn, công dân phải đến công an xã, phường, thị trấn để làm thủ tục gia hạn sổ tạm trú. Về lệ phí đăng ký tạm trú: hiện nay, Bộ Tài chính quy định Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được tự quyết định mức lệ phí đăng ký tạm trú. Tại Hà Nội, căn cứ Nghị quyết 20/2016 của Hội đồng Nhân dân thành phố, mức lệ phí đăng ký tạm trú nhưng không cấp sổ tạm trú là 15.000 đồng một trường hợp nếu đăng ký ở các quận. Đăng ký tạm trú có cấp sổ tạm trú, mức lệ phí là 20.000 đồng một trường hợp. Riêng các huyện, thị xã, mức lệ phí chỉ bằng một nửa lệ phí tại các quận. Nếu không đăng ký tạm trú sẽ bị phạt như thế nào? Theo quy định điều 8 Nghị định 167/2013 của Chính phủ, vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú sẽ bị phạt như sau. Phạt tiền từ 100 đến 300.000 đồng. Cá nhân, chủ hộ gia đình không thực hiện đúng quy định về đăng ký tạm trú hoặc điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú. Phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng. Tẩy, xóa, sửa chữa hoặc có hành vi khác làm sai lệch nội dung sổ tạm trú. Phạt tiền từ 2 đến 4 triệu đồng. Khai man, giả mạo hồ sơ, giấy tờ để được đăng ký tạm trú, cấp sổ tạm trú cho người khác đăng ký cư trú vào chỗ ở của mình để vụ lợi, hoặc trong thực tế người đăng ký cư trú không sinh sống tại chỗ ở đó. Theo đó, cá nhân, chủ hộ gia đình không đăng ký tạm trú sẽ bị phạt tiền từ 100 đến 300.000 đồng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại video ngày hôm nay của Luật Việt Nam. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Luật Việt Nam. Để tra cứu toàn bộ hệ thống văn bản và thông tin pháp luật hiện hành, vui lòng truy cập website luatvietnam.vn. Xin chào và hẹn gặp lại!